Rồi lại tiếp tục cuốn video mới. Kính chào quý vị. Ngày mới chúc quý vị sức khỏe an lành. Hôm nay cũng chi tiết lại cho quý vị xem cái làng mai An Nhơn, và đến một cái vườn của anh Mỹ, tức là anh Hai Mỹ ở thị xã An Nhơn đó quý vị. Và vườn mai của anh thì cũng không lớn lắm, nhưng mà anh có xen thêm một số hoa giấy đó quý vị. Hoa giấy rất là lớn. Đấy, trước màn hình quý vị là ở ngoài cổng bước vô. Và cũng nhân dịp mùa xuân đến, và vườn anh cũng có cho ra nhiều chậu mai vàng nở bông rất đẹp. Và vườn của anh cũng đã được giao lưu trên toàn quốc đó quý vị. Đấy, xa xa quý vị nhìn thấy là phía trước. Và để chi tiết lại mấy cây hoa giấy, quý vị cùng xem. Đấy, dáng rất là lớn. Và để tham quan khu vườn của anh thì nơi đây anh cũng có giao lưu về mua bán đó quý vị. Quý vị nào yêu mến thì nếu ở gần thì đến tại địa chỉ, còn nếu ở xa hơn thì quý vị cứ thông qua số điện thoại mình sẽ gắn trên màn hình đó quý vị tham khảo. Và trước cổng anh cũng có đặt hai cây hoa giấy rất là cao lớn. Ấy nhìn rất là đẹp đó quý vị. Đấy, có nhà một số cây hoa giấy đang nở rất là đẹp, chuẩn bị mùa xuân sẽ nở rộ. Và những cánh mai vàng cũng rực rỡ đó quý vị. Rồi, để tiến vào bên trong chi tiết quý vị cùng xem. Đây, búp của mai nở ra rất là nhiều. Và xa xa bên trong là nó cũng đang cho bông đó quý vị. Có một số bông đã được nở. Đấy, đã được vận chuyển một số người, người ta đặt mua đó quý vị. À, nếu gần thì số lượng ít thì đi xe tải nhỏ, và số lượng lớn thì vận chuyển bằng xe tải lớn đó quý vị. Đấy, rất là tấp nập, đông vui. Chỉ đi đến gần hơn chi tiết, nhiều cây có một số chậu nó đang nở đó quý vị, cánh mai vàng rất là đẹp. Có cây hoa giấy này đang cho hoa rất là nhiều, nhìn rất là bắt mắt. Cái này mà sở hữu rồi mình để trước cổng nhà đó quý vị, mình chiêm ngưỡng rất là đẹp. Đây, chi tiết cái cây này nó hơi nở sớm hơn tí. Những cái cánh mai vàng rực rỡ rất là đẹp đó quý vị. Đa số là thuộc giáng long không quý vị, giáng truyền thống. Cây này nó cũng rất là cao. Đấy, bông rất là đẹp, búp rất là nhiều.
rất là đẹp. Đó, xa xa cũng có một số nó cũng đang nở vài bông, nó cũng kịp đến mùa xuân đó quý vị. Cây này bắt đầu cho búp đó quý vị. Cũng mùa xuân cũng sắp đến. Kênh cũng có đi quay một số mai vàng An Nhơn cho quý vị cùng xem và chiêm ngưỡng. Một cái làng mai An Nhơn rất là rộng lớn, chuyên về cây mai qua nhiều thế hệ đó quý vị. Đây, một số cây này nó nở hơi sớm một tí. Xa xa đó là cây phía trước cho búp rất là nhiều đó quý vị. Đặt cây luôn. Quý vị nào yêu mến thì thông qua số điện thoại màn hình gặp trực tiếp anh Hai Mỹ, chủ vườn mai, và luôn cả một số cây hoa giấy đó quý vị. Cũng có một số hoa giấy tầm cao tiện thể mình trang trí trước cổng nhà. Ở trước màn hình có một cái cốt trực mai rất là to, tay cũng đều bốn bên. Cây này rất là giá trị. Hoành này là hoành chắc là lớn đó quý vị. Cúc trực và rất là đẹp. Đó, bông búp cũng rất là nhiều. Đây là một cái gốc hoa giấy, cái màu nó hơi tím đó quý vị. Nhìn nó cũng rất là đẹp. Và một số màu cánh sen nhìn cũng rất là bắt mắt. Những gốc hoa giấy cỡ lớn không quý vị, rất là to. Có một cây cúc trực này nhìn rất là giá trị nè quý vị, nó thân rất là lớn, to hơn cái bắp đùi mình nè quý vị. Cốt này cũng rất là khéo. Chung thì thời tiết thì nó cũng thiếu đi ánh sáng, chắc cũng không được đẹp video lắm, mong quý vị cũng thông cảm vì trời cũng âm u. Đấy, còn lại một số mai có nhiều dáng khác nhau đó quý vị, mà đa số là dáng lông thì nhiều. Cây này cho lọc rất là sớm nhưng mà cái búp cũng vẫn còn nhiều. Số bonsai thì nó ít, ví dụ như cái chậu này đó quý vị, này là bonsai mini. Đấy, nhìn nó cũng rất là đẹp, mini mà nó cho bông búp như vậy là quá nhiều rồi đó quý vị.
bên trên có một gốc hoa giấy, có một cái thân nó uốn lượn, nhìn nó cũng rất là khéo. Cây này nó cho bông cũng hơi sớm đó quý vị, nhưng mà nó vẫn còn búp trên cây, nó vẫn kịp đến mùa xuân. Thì từ nay cho đến Tết thì cũng còn rất gần, nên là một số búp này nó sẽ chờ đón mùa xuân đó quý vị. Những gốc hoa giấy này rất là đẹp. Thì chi tiết lại quý vị xem một gốc hoa giấy này có một cái cốt nó rất là khéo. Đây quý vị, cái cốt này nó rất là khéo. Đây. Em đi. Chúc mừng mày làm cho tròn. Là mấy ship rồi, mày là mày nhảy. Cốt này nó cũng khó tìm đó quý vị. Quá đẹp. Đấy, mặt trời cũng vừa lên, nó cũng cho đi cái ánh sáng, những cánh mai vàng nó sẽ tươi tắn hơn, nhìn nó bắt mắt hơn đó quý vị. Đây, những cái bông này quý vị, nó có ánh nắng đủ độ sáng, nó rất là đẹp. Đó, mỗi cây như vậy là nó cho cũng vài bông, và lại còn một số búp để chờ đón mùa xuân đó quý vị, nó sẽ nở kịp lúc. Có ánh nắng lên đủ độ sáng rất là đẹp. Để chi tiết lại cái phần bên đây, cái gốc hoa giấy cho quý vị xem, rất là đẹp. Đấy, bên cánh trái cũng có số gốc hoa giấy, mỗi dáng khác nhau, nhiều cái thân hình nó uốn lượn rất là đẹp. Đây là một cái cúc trực, cúc trực này nó cũng hơi lùn nhưng mà cái hoành nó rất là lớn đó quý vị. Cúc này thì trên 1,5 m nhưng mà hoành rất là lớn. Nó cũng đang cho hoa kịp Tết đó quý vị. Và có một cái cốt này nó cũng rất là hay, nó lên phần trên cái nó ra hai thân. Đấy quý vị xem nó rất là bắt mắt. Rồi, chi tiết nãy giờ thì quý vị cùng xem. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, bật chuông thông báo. Rồi một lần nữa kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe. Rồi hẹn gặp lại những video tiếp theo. Rồi xin chào.